Hướng Tây Nam nó bao gồm ba sơn là Mùi Khôn Thân từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Thì trong đó nó có hướng Mùi từ 202,5 độ cho đến 217,5 độ. Đó là cái hướng mà nó đắc được cái vận trong cái vận chính sắp tới. Tuy nhiên là nếu như mà anh chị có cái nhà mà tọa dần hướng Thân, tức là nằm trong cái độ số từ 232,5 độ cho đến 247,5 độ, thì cái tọa dần hướng Thân tức là tọa thái tuế hướng tuế phá, thì trong trường hợp mà nếu như mà không cực chẳng đã, tức là không quá phải cần thiết, thì chúng ta cũng không nên khai sơn lập hướng trong cái năm 2022. Còn nếu như mà còn lại những cái hướng độ số khác, tức là hướng Mùi hay là hướng Khôn, tức là từ 202,5 độ cho đến 232,5 độ, thì tức là những cái nhà đấy thì hoàn toàn có thể tiến hành xây dựng trong cái năm 2022 nhâm dần. Sau khi mà đã tính toán, sắp xếp lọc hết tất cả những cái sát khí cũng như là của niên nguyệt nhật thời, thì chúng tôi nhận thấy rằng hướng Tây Nam sơn vượng nhất là tọa Cần hướng Khôn, đúng không ạ? Tiếp theo là tọa Sửu hướng Mùi, thứ ba là tọa Dần hướng Thân, theo ba cái thứ tự ưu tiên đó. Thời điểm khai sơn lập hướng xây mới vượng cho năm 2022 đó là thời điểm tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12. Lưu ý tọa Sửu hướng Mùi không sử dụng tháng 11, tháng 12. Cái việc mà chúng ta xây mới thì chọn vào thời điểm tháng 4, thời điểm 15 ngày sau hạ chí và 15 ngày sau đồng chí.